Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Đường cầm pan anh em ơi, quả đầu 7 cây. Con dân kia chắc đổ chéo được. Pan quả đầu 7 trong cánh. Sẻ đầu cánh với bài cầm Roman. Quả đầu 6 cây. Trận đấu bản lề trong buổi tối ngày hôm nay. Bên kia có Xemfo, Ia, Ban Tuyển. Chúng ta có Rom Pan AC, Ban Tuyển cho Son Cát Hà đánh giá là cân nhau. Quả này đánh giá là cân ở đời 3, nhưng đời 4 thì hơi khoai nhiều bên mình. Đây là Bình Hiêu được đưa về cho bài đấu này rồi. Của Bình Hiêu 4 đến từ con Roman này của anh Hùng Chim Sẻ. Chưa có quá nhiều đồ ăn. Vâng, và đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ HiPhone. Tương mừng khai trương cơ sở 3 HiPhone 98 của gia tự Văn Cao Hải Phòng. Siêu đậm hàng loạt sản phẩm hot cuối tháng 3. Ưu đãi giảm sâu siêu phẩm Galaxy S23 Ultra New chỉ còn 22.990.000 đồng. Galaxy S22 Ultra chỉ còn 16.490.000 đồng. iPhone 12 Pro Max chỉ còn 15.990.000 đồng. iPhone 14 Pro Max chỉ còn 25.990.000 đồng. Cùng hàng loạt các sản phẩm khác như Xiaomi, Poco, Apple Watch, tai nghe và phụ kiện đều được giảm giá cực sốc. Anh em Hải Phòng ghé ngay 98 Ngô Gia Tự Văn Cao và nhận ngàn ưu đãi cùng iPhone anh em nhé. Mọi những chi tiết về những ưu đãi của iPhone và khuyến mãi thì anh em thể cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để đây bắt đầu. Hai voi nữa tới từ bài Roman này và quả phụ cũng đã có thôi. Chém đầu cánh thôi. Thường bài Pan đang có S nhân đôi để ăn được hiệu cả gỗ. Xương dừa thôi. Có voi thì bạn hưởng về nhà chính đây rồi. 16 trên 20. Sống dân chậm. Chơi quả phụ đến từ Văn Hưởng. Thấy toàn hiệu thôi. Mười tám trên 20. Cắt dân đi dâng chưa? Trong chấm đen này còn gì không? Vậy là không có gì ở đây cả. Còn mỗi cái đìn. Rồi. Đèn hiêu thôi. Hai hiêu, một voi. Thì chắc là bài ba hiêu anh em ạ. Đang gom dần để đi dâng. Kích 723 với 19 dân pan. Lại thêm hiêu nữa. Nhiều hiêu quá. Đã bắt đầu cắt dần đi dâng này rồi. Vâng, Nam Sung Yu không biết như thế nào nhưng bài 21 thì móc binh rồi. Rồi. Cơ cấu dân khai thác mấy con hiệu này thôi. Vẫn còn đôi voi đây. Nói chung là lực của Hưởng cũng ổn ở trận đấu này. Đâu? Sa mê bản đồ sau cánh rừng già. Để Hưởng. BB. Không được. Rồi, đóng đây thì được. Vâng, đã cắt dân đi dâng đây rồi. Dâng rất cao thì có Văn Hưởng. Với bài cầm pan của mình. Cho nhiều dân đóng nhà BM. BM và đây là BL. Vẫn muốn đi thêm tí. BL. Thì sao lại trở thành thủ BB. Bạn này sẽ kích đời trong đầu 10. Với 19 dân pan. Sẽ gần có 3 đầu cái. 10-10. 25 dân. Không cứu được con dân đó. Gần. Đây là máy của game thủ 2K1. Đang cầm cấu dân ăn vàng, bài cầm cho Son đầu cánh. Màu 3 đó là game thủ anh Huy ở cánh bên kia, người cầm Kata đầu cánh chim sẻ. Sẻ cầm Roman thì chắc là phải giết được Huy cầm Kata thôi. Homeless.
Xeang màu 4. Liệu đánh chém. Mệnh đánh mệnh liệu đánh công am nhỉ? Đây là máy của cái thủ Văn Hưởng. Vào thẳng 6 giờ. Tự nhiên lại thấy Yamato đánh cung A. Giáp. Tiểu cầm Ia. À, một đi à. Đây là màn máy của Văn Hưởng. Ờ, đang chọc Ia đây. Một đánh chém, một dâng lờ thôi. Bốn kẹp xăm rồi. Chắc trồi giữa hai nhà đấy. Bộ 7 xin tí gỗ nào. Bỏ đi, bỏ đi. Tham Lai đang số là 20 đến được Văn Hưởng. Chưa tìm thấy dân đội bạn để chém. Vâng, đây là máy của anh thủ Chim Sẻ. Sẻ Tham Lai đang số là 26 đối đầu với Kata của anh thủ Anh Huy. Và sẽ có màu 2 Mạnh Hào ở bên trong với bài cầm Phonesian đánh cung. Xeang chắc giữa nhà 2 cá 1 với nhà Nam Sông Kiêu rồi. Đây là máy của Nam Sông Kiêu. Tham Lai đang số là 31. Kín nhà và bắt đầu cơ cấu ra ruộng. Bài khỏe 4A. Giật hốc 12 giờ luôn cho chắc chắn rồi. Hai cá 1 Tham Lai chỉ 21 thôi. Phù được một lạc đà đội bạn. Hưởng Tham Lai là 21. 26 giờ đấy nhá. Phô 6 giờ ấy. Sẽ là đánh phù với Huy. Và nếu mà Hưởng áp lực được màu 2 để không cho màu 2 đi quân thì có lẽ là sẽ vẫn sẽ giết được anh Huy. Đấy, bài phô của Mạnh Hào. Một chưa chăn được nhiều nữa, Hưởng chạy vòng cái nhà không thấy gì rồi. Chém luôn. Xem chạy về giữa nhà màu 1, màu 2 mà ăn hoang là được á. Đây cũng được rồi bạn ơi. Cho lạc đà vào bổ luôn em. Ở lọt na này, ui không được. Hơi chậm, quay lại chém cũng lờ đối phương. Một lờ thôi à. Màu 2 đang chưa đi được quân. Hưởng chém hết cung đội bạn rồi. Vâng, đóng e thế này thì dân nó chẳng có kiểu gì mà chẳng không có gỗ. Ngồi vào chém mốc 2 đây, bơm cho 700 gỗ anh em ơi. Tham Lai đợi số là 23 cho Văn Hưởng, mốc 2 đang chưa đi được quân. Hưởng sẽ bú mỏ quản này thôi. Ta có màn máy của game thủ của 2K1 với Tham Lai 17. Đang chém cung R14 của game thủ Đoàn Tiểu rồi. Nam Sông Kiêu Tham Lai đã số là 48 trên 64. Đẩy ra bắn 14. Đây rồi. Đây là 14 phía đội bạn. Có giáp 2 và gỗ 2 luôn nhưng Nam Sông Kiêu rất khỏe rồi. Xong đều quân nhá. Kìa bắn đúng chưa? 4 tên này tươi đấy. Rồi, ăn 4 dân đội bạn. Bây giờ thứ 5. Ở đây Nam Sông Kiêu sẽ trông quân đẩy. Sẻ bên này Tham Lai đã số là 37 và đang rất khỏe khi đối đầu với Katarian trong tay của game thủ Asus TV. Rồi đợi phù thôi. Hai lờ đều xong đơn kẹp phù. Hưởng bắt đầu tạt sang bên này rồi. Ờ màu chưa quản được đâu, chưa quản được màu 1. Nó ăn hoảng đâu rồi, không quản được. Nhà nó không gì. Nam Trung Kiêu xong lu cánh đấy là được đấy. Hưởng nó bị đốt lờ bởi cầm màu 1. Láo thật đấy, ra đốt lờ này. Cả màu 2 đây nữa này. Màu 1 này, em phải đi tìm màu 1 tơn đấy. Phải tìm màu 1 đấy. Chưa tìm thấy một đâu cả. Mà là 23, không biết giờ rồi. Đấy, đóng cái chừng này này. Bơm cho ai ý. Màu 2 nó dí xẻ này. Máu luôn đến từ vài dô man ở bên chim sẻ. Đây cũng là có hai Mạnh Hào. Sóng đơn công 4 rồi. Đã phải e để chơi luôn nhé. Nhưng mà sóng đơn không vào. Giờ mới vào. Bú luôn lạc đá 1-3. Đấy. Về làm lạc đá trên chơi vậy. Đây là máy của anh Nam Trung Biêu. Tham Lai là 78.
Nam đẩy thẳng máu 2 luôn rồi. Đấy đấy đẩy đẩy nhà máu 2 luôn, một tân cứu vẫn có, sẽ lùi lại tí, cứu gần đến rồi. Bài máu 2 xấu lắm. Đấy đến nhà chính rồi, chạy chạy dần dần về đây đi. Đó bản đồ rồi, 6A rồi. Nhà chính ra. Nhà có ai vào bây giờ? Bố đang định đục nhà Nam xuống cứu tờ này. Ok kìa. Chưa thấy dân M4 đâu, M4 đâu, hồi chấm đen trước cửa nhà M4 rồi. Nhìn chấm đen kìa. Tham Lai đang ở số là 88 đến từ hình thủ Nam xuống cứu với bài chủ lực của mình. Ô trận đầu vàng. Đấy, M1 nó hồi trước cửa đấy. Ừ, Tham Lai là 19 thôi, bài ban của mình. 2+1 Tham Lai 18. Phải đẩy được M4 với quản thằng M1 đi. Nam xuống cứu Tham Lai là 1 lít. Đang đi quản dân M1 đây rồi. Cho được trăm gỗ. Vẽ nhiều ruộng lên em ơi, nhiều gỗ quá kìa. Nhà chính bên trong vừa đóng ra ăn gỗ kìa. À đóng ra ăn vàng, ăn gỗ trên này, đấy. Bây giờ 4 dân, như vậy thông tin báo về 1 đã bị hưởng quản được. Xong quân ấy, xong chưa? Cho quân đứng cao ra ngoài nào. Đây 1-4 nó hỏi nhà này, em dí chết là 1-4 ấy. Nó đốt L, đốt A luôn. Ôi, ở sát mép một đồ 1 giờ. Vẩy 2 lớp đi. Nhà có hở đâu mà. Tham Lai đợi số đó chính là 113 tới từ vụ Nam Sông Kiều. BK. Ôi, công ca. Bảo quản một gần nhà rồi. Tụi này hơi mệt đây. Yếu luôn. Nam lủng nha. Khả năng nó ôm đấy. Để chống quân ra đi. Lủng tuần ruộng hơi đau anh em ơi. Có mỏ quả ở sát mép bản đồ 1 giờ đấy, khả năng nó ăn ở đấy đấy. Tham Lai là 117 đấy, thủ Nam Sông Kiêu đóng e nhiều lên, đưa con ra đi, máu 2 đến rồi này. Lọt đi anh em ơi, nó ốp này. Tắc ở trong nhà không ra được kìa. Đang lủng nha. Đang rất là mất tay đấy, thủ Nam Sông Kiêu. Bộ 4 đang ngoáy bên trong. Và đội bạn vẫn có button bên ngoài bởi vì có 2-1. Đội bạn cứ quấy đi, anh em cứ quấy đi là điều được đấy. Lùi đi, tên này lùi đi. Giải quyết xong bộ 4 thì tính tiếp. Rồi đưa con ra mặt này, trong nhà kìa. Và Tham Lai là 106 đến 5 xung kêu, bộ 4 đang lao vào. Có hai đứng trước cửa nhà cái thủ Nam Trung Kiêu đây rồi. Vé lại ruộng nhanh lên. Trong nhà 12 giờ vẫn còn hai con chém 1-1. Chú ý nhá, kỳ góc 12 giờ nó giấu hai con chém sao ấy. Nam ạ. Giả chính luôn. Chạy về giả chính là thấy. Đưa quân ra đây. Đấy, nhìn bản đồ con thấy rồi. M1 nó chém gỗ trong kìa. Đây, trên đây, chém đây, chém đây. Vâng, Tham Lai đang ở số là 95 đến game thủ Nam Sông Kiêu. Tràn ra thôi. Đang đấu. Rất mất tay M1 bên trong nhà. Bây giờ phải cơ cấu lại ruộng thật nhanh hết rồi. Gỗ 1.400 rồi. Rồi đứng ở cao lưng dốc này, chiếm lại dốc này đi. Xem nó đào vàng không nhá. Vẫn không đào vàng, Nam sao phải bung ra ngoài ăn rừng mới thôi.
Vâng, tham lai là 91 đến từ cái thủ Nam Sông Kiêu. Đúng quá. Tăng A cơ cấu lại nhà với bung ra ngoài ăn dương đi. 22 cho Văn Hưởng. Sẻ tham lai còn 7 thôi, bài Roman. Vâng, đây bộ 4 hồi nhà đây, Nam đang đi bắn rồi. Bung ra ngoài ăn dừng đi, bo luôn cái sát mép bản đồ đấy lại. Cơ cấu đây chuộng em ơi, lực khỏe quá kìa. Hai cái mốt tham lai 21 thôi. Nam đang bắn lại nhà cơ sở của 4. Tăng Nga đứng quân cao lên trước dốc trước cửa nhà. Xong quân đi, xong quân đi kìa, xong quân đi kìa. Bao nhiêu? 40 dân nữa. Khỏe đấy. Rồi trong góc nào đây 21? Không, nhà chính nó không còn gì rồi, nó chạy rồi. Vâng, tham lai của binh thủ Nam Sông Kiêu là 132. Cung R đứng nhà rảnh ra đốt cái ca đang 1-1 ở sát tường đi. Một trăm ba mươi bảy cho binh thủ Nam Sông Kiêu rồi. Rồi Victor nữa rồi kích 4 thôi. Đấy, ca nó ném kìa, ca nó ném kìa. Biết ngay mà. Nhớ ruộng đi. Đây kích rồi, bên này dùng kích rồi. Bố 4, sang. Bây giờ phải tìm được cơ sở của thằng bố 4 xem nó hồi ở đâu đi. Bo hai lớp ở cái mặt này đi. 150 cho Nam rồi. Bung gian vàng. Đứng cao quân lên nào. Giờ tập trung vẽ ruộng và ăn vàng thôi. AC được 4 đánh hot với 4. Và chạm nó luôn. Cắm một con cung R từ 9 giờ chạy dọc bản đồ sát mép xuống 6 giờ đi. Xem nó hồi ở đâu đi. Còn cái chấm đen kìa. Đấy, nhìn thấy cái gì chấm đen kìa Hưởng. Đấy. Đây là cái rừng sát mép bản đồ 9 giờ này kiểu gì nó chả vẽ ở đây. Hộp đi, hộp đi. Bắt đầu đi ốp đến từ game thủ Nam Sông Kiêu. Đây. Sẽ ăn thủng rừng đấy nhá. Đến rồi này, đến rồi này. Chỗ BL đầu tiên của em ấy. Lên 4 xong rồi, Victor Hot đây, nâng bắn chặn lên. Lực rất khỏe đây Nam Sông Kiêu. Rồi. Dí lên. Đây. Ruộng 1 năm kìa. Thành cả 4. Lùi hụi về đây hồi cũng bị chèo. Dạ, chú ý kìa, gặp kìa. Nó lên 4 rồi nhá, bắn đi kìa. Họ đã có cái thủ Nam Sông Kiêu rồi. Đây. Sát mép bản đồ kìa, sát mép bản đồ kìa. Đây, đứng đây bắn đi. Mặt kia thằng bảo ba nó có phù rồi, Hưởng không đi bắn được mặt đấy đâu. À, không đi chém được mặt đấy đâu. Đang bắt, đang bắt. Cũng ra ăn vàng nhiều hơn đấy, thủ Nam Sông Kiêu. Sóc quân đi kìa, lực khỏe quá. Bơm cho Roman đi. Rồi. Em sang bắn qua thằng bảo ba phát được. Yeah. Bạn đi quản vàng xem thằng bộ 4 nó hồi kìa, trên bản đồ con kìa. 8 giờ kìa. 8 giờ thấy rồi. Anh đã bảo là kiểu gì nó chả hồi đấy. Thôi chuyển ra đánh bộ 4 đợi sẽ hồi thôi.
Hưởng tham lai 27 rồi. 21 tham 19. À, Nam Song Kiêu đang đẩy đây rồi. Đấy trên đấy. Đang dí đây rồi. Đấy nhà quân rồi đấy. Dã cho trận. Nó hồi sát ở giữa nhà 21 với nhà em kìa, sát mềm đồ kìa, cái rừng em đang ăn đấy. Nó đang ăn rừng đấy đấy. Nào ạ. Đấy, đúng rồi. Ok, đây là cái Văn Hưởng đang lụm màu 2. Ngon. Chém đi. Phô đánh nhau với AC, mình nghĩ hot AC vẫn thoải mái để chơi với mấy con đạp đôi công 4 đó. Hưởng đang quấy màu 2 tùm lum đây. Trẻ hơn được không? 21. Và Nam vẫn chưa thể giết hẳn được màu 4. Đã cố gắng để đẩy bay tất cả cơ sở bên phía đối bạn. Màu 4 hồi mạnh. Đen cái bé ta, cho nó vẽ đấy. Nhớ ruộng nhá, chú ý nhớ ruộng nhá. Đấy, bắn nó đi, đây góc trên này. Ôi bây nhiêu đẩy kia nó bắt ngược em kìa. Bít quân đi nhá, lực khỏe quá. Quản rừng màu 2 đi nhá, Hưởng ơi. Cái gì? Bất tham à? Sang quản 4 này Hưởng này. Yeah, nó đến kìa, đạp đôi đến nhà, đạp đôi đến nhà kìa, đạp đôi đến nhà kìa. Cho hot đứng cao ra ngoài đi, với cả kê cái dãy BE của mình vào, không nó đạp thẳng vào bây giờ. Tham lai là sâu kêu là 163 rồi. Trong góc này vẫn còn màu 4. Đây, đang bắt đây rồi. Kỳ góc 12 giờ có cái BS đen đi nè. Ở màu 2 nó không có rừng luôn đâu anh em ơi. Rừng nó ăn tất ở cái cánh rừng sau nhà màu 3 kia kìa. Đấy, có mỗi cái rừng đấy thôi đấy. Ờ, thì đấy, thì mới bảo nó ăn rừng đấy. Nếu bọn... thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, đang kê rồi. Ui, đồng thế. Dân vàng đứng chơi này. Họ đang kéo về đây, cái thủ Nam Sung Kiêu đấy chưa thể đi được. Ô 4 bị quản chặt một tơn rồi. Đây, đứa họ đang kê mặt này. Hồng bò toàn BB luôn. Nhà đầy gỗ. Tôi chia sẻ đến 4 luôn. Ôi, có khi là em đi quản màu 4 xong thì đẩy đồ cho sẻ đến 4 thôi. Vàng kìa. Đủ chưa? Tốt hết cả quân màu 4 đi. Dừng ngoài, ở hẳn ngoài ấy, đấy. Rồi, em đẩy vào cái cánh rừng sau mông nhà ba kìa, Nam kìa. Kê rồi, không đẩy à? Thế kê đứng hẳn cao lên 1 giờ, đấy. Sắp mấy bản đồ đấy thì nó không vào mặt đấy được nữa. Đóng lại cái nhà trình mới mà ăn gỗ. Tham lai 188 đấy, cái thủ Nam Sông Kiêu rồi. Giờ ngồi kê bơm đồ anh em ơi, đi ăn vàng. Nâng nào vàng chưa? Kìa nó vào kìa, ui. Sao để nó đi vào tên này mà mình không nhìn thấy nhỉ? Đông thế. Giật về nhà BA đi. Hai cái bốt kìa, ruộng kìa em ơi. Rồi bắt được, bắt được, bắt hết tên nó đạp đôi này. Đây bơm đây. Rồi sẽ đến 4 xong xem thằng 4 bao dân rồi, lên 4 chưa?
Và bên kia một một hồi. Gỗ kìa, sẻ kìa, một năm. Chạy nhà đấy đi. Đây. Đủ chưa? Bắn hết đi. Đây, 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 đây. Đấy. Tưởng đi quản đi. Để ăn vàng đi. Vàng trong 9 giờ vẫn còn nhà màu 4 với nhà 21 cũ này. Ok. Nam Sông Kiêu tham lai 172. Bây giờ phải đứng hot làm sao để không cho đội bạn xô vào nữa. Để máy của sẻ tham lai là 60 thôi. Bây giờ phải bo toàn cái BB ở đây. Thêm một chiếc nhà chính mới đến từ cái vụ chim sẻ. Rồi. Đóng BL ở đây luôn để kê ăn gỗ. Nam bắt đầu kê hot và đi ăn vàng. Sẻ bung gian rừng nhiều lên. Màu 4 nó hồi cái rừng rừng dừa gần nhà màu 2 đấy. Ai có quân vào đấy không? Ở từ mặt 9 giờ xuống. Cái rừng dừa từ mặt 9 giờ xuống nhà màu 2. Sắp hết bản đồ. Có quân thảo đấy, nó hồi đấy đấy. Rồi bò bê bê kìa. Nam ơi, nam ơi, nam, 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 nam. Hot, hot, hot kìa. 1 giờ. Và bên kia lại cả IA lên 4 nữa. Rồi sẽ phải đi lập đôi nhanh lên. Bên kia lại còn cả Yamato của ông truy mệnh đang hồi nữa. Rồi viết đi. Rồi bây giờ phải đi hot đấy Nam ơi, không đứng thủ nữa đâu. Phải đi rồi đấy. Đứng là đứng kê là chết đấy. Bắt buổi đẩy rồi, không thằng IA lên 4 rồi kìa. IA lên 4 xong rồi đấy. Sang tên này bị đạp chắc là cũng méo cổ rồi. Và các bạn bắt đầu sắp voi bắn đến từ game thủ Mạnh Hào và bắt đầu có hot của game thủ Truy Mạnh rồi. Càng nghĩ nhờ. Và tham lai 121 trên 132. Bài đầu đóng e đi sẻ ơi, đóng e đi. Mỗi người có một đầu. Thêm vài chiếc nhà bên e nữa. Tưởng cầm pan với tham lai là số 11 đang chém vào màu 3 đây rồi. Vào vào gặp rừng luôn này. Đấy. Đẩy đẩy sâu vào đi Nam. Gặp quân luôn nhá, gặp luôn mấy cung đội bạn đấy. Hai cả một đang phải bắt cung của cái thủ Luan Tễu. Chú ý nhớ ruộng đấy anh em. Cháy ruộng xoay xoay kìa. Lao thẳng một là sau mùa một đã có voi bắn đứng kê, sao lao mà được anh Thức Quý Tộc ơi. Đây, bắn đi, bắn đi, cứ áp lực mặt này đi. Có. Vàng vàng cho hưởng nữa. Rồi sẽ bắt đầu lao đập đôi vào rồi. Bộ một còn chưa có lửa đâu anh em, cố đẩy mạnh lên đi. 167 nở tham rất nhanh chim sẻ rồi, tên này đấm thẳng mồm vài phô đi xem Mạnh Hào luôn. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ui đập đôi nhiều quá, lên anh em ơi, lên 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 lên. Xong lên. Đi đâu đây. Yeah, chú ý kìa, chú ý kìa, Nam. Hot. Đợi tiếp viện lên. Ờ, mặt vàng ở bên 3 giờ còn nhiều lắm Nam ơi. Xách dần dần sang đây ăn vàng đi. 3 giờ còn nhiều vàng lắm. Xuống đấy ăn đi. Ôm hết vàng đấy anh em. Sẽ đang tăng liềm lúc 20 nhà BL rồi. Đây là máy của thủ Nam Sông Kiêu. Bơm 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 nháy đều thịt cho hưởng kìa. Hmm.
Đây, được chưa? Bắn đi kìa. Xẻ bao kìa. Pha phẩy E đến từ game thủ Nam Sông Kiêu. Xẻ bao kìa. Đạp đôi đứng ngoài kìa. Chơi được, mình có dốc mà. Này, anh sợ nó không có lực đến nó thần luôn đấy chứ. Lên rồi à? Khỏe thế. Xẻ trong 4-3. Vàng 9 giờ kìa. Nó đang chiếm vàng ở 9 giờ kìa anh em. 3 giờ không có dừng. 3 giờ sẽ ôm hết rồi làm gì có dừng. Còn mỗi dừng chỗ nhà 1-1 với cả góc 8 giờ cũ kìa kìa. Đây, Hà Nam Nam dí hót lên một tơn nữa bắn vàng kìa. Ở trong 9 giờ. Đấy, mày quản mấy cái dừng đấy được hưởng. Rồi, thầy ơi. Đấy, dừng đấy. Chém đi. Xem không lên được bố đâu. Thôi, bây giờ mày về hồi được rồi đấy. Xong đi. Đấy, còn nốt tân chém đấy thả vào cái mấy cánh rừng đấy là được. Mày lên đánh hot thần đi. Rồi đây là mấy cái thủ chim sẻ. Tóm được tân hot của cái thủ chim bậy. Đuổi 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 bắt tân này này. Đạp đôi là rất nhiều đấy cái thủ chim sẻ. Và vẫn đang găm trong người 2000. Thằng vào. Lại đuổi tân sau nữa. Bắn đi đừng chạy. Rồi chơi đây. Đi cướp vàng bên này đấy. Bắt đầu cướp vàng bên mặt 3 giờ đấy. Quả được vàng 9 giờ chưa anh em? Ok. Đạp đôi Roman tầm này nó bố đời mẹ thiên hạ rồi. Con sen không lên 4 thì tuổi gì. Đang ra. Vâng đây rồi. Đấy chém đi. Ui vàng trong này đây đây. Đây còn nguyên mỏ vàng nữa này. 9 giờ còn 2 mỏ vàng to đùng này em ơi. Chạy ra sau nhà BL sẽ mà hồi. Đừng hồi nhà nữa. Đấy chém nó đi. Chém nổ nhà chính của nó luôn. Tham Lai đang số là 34 hưởng khó hồi lắm nhá. Đây là máy của ý thủ Nam Sông Kiêu với Tham Lai đang số là 138. Nó lại đẩy lên 9 giờ tranh lại vàng đấy nhá. Bố sắp toàn cung R rồi. Yeah. Càng phết anh em ạ. Vâng, Nam bị bắt turn hot này. Chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Về thế. Ví dân gỗ chạy nhá. Sẽ tham lai 174. Rất nhiều hot thần bên phía bên kia. Mổ bà vẫn còn phù đến từ acid này. Đây. Nó đang ăn mỏ vàng đấy chắc luôn. Kìa kìa. Thấy chưa? Bây giờ ăn vàng bao giờ đây à? Vâng, hưởng vào chém 50 dân tễu. Ui giời. Chém cả hot luôn. Thôi hot thần em ơi, thôi 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 thôi. Cạnh cái cánh rừng dừa kịch 9 giờ có vàng đấy. Cả 1 và 9 giờ cướp vàng kìa. Sẻ tham lai 164. Đang đi cướp vàng. Oh.
Nam tham lai được số là 124 và lại bị button hot này. Không đẩy được hot đi. Mất vàng 9 giờ này. Có vào nó cướp vàng 9 giờ này. Và bên kia tệ cũng đã lên 4 để đánh đập đôi rồi. Đây đồng đội còn đủ vàng bơm lên đập đôi. Sẻ còn nhiều vàng lắm. Và đây ông nói cái thủ chim sẻ với tham lai 192. Quản dưng ở nhà được bạn được. Tài nguyên quan trọng là vàng, bây giờ chúng ta cần phải kê được. Bây giờ đội bạn đang cướp vàng ở trong trong 9 giờ nhưng mà không cách nào để cản được anh em ạ. Cả hot thần và đạp đôi đứng ở đó hết rồi. Đây, sẽ đang đạp dừng đội bạn đây rồi. Đội bạn hết gỗ rồi. Lực đạp đôi sẽ thì vẫn rất là khỏe nhưng mà gỗ thì đang bắt đầu yếu yếu. Thì thoải mái đây. Đây là hot của anh ngủ chưa vậy? Đưa ra button hot này. Vậy em Nam rất ít dừng. Rồi bắt đầu bắt đuôi rồi. Chạy đi đâu nữa? Nào. Nào. Chạy đi đâu? Ok. Tớn vậy em cũng chim sẻ để bắt hot được chuyện bệnh. Đồng gỗ ơn hưởng kìa anh em. Bên kia xe đang đạp đôi nữa. Còn cướp lại vàng kìa. Rồi bạn sẽ đánh đạp đôi phô với đạp đôi của xe. Chúng ta sẽ đạp đôi của cái vụ chim sẻ và cung R của Văn Hưởng cộng với đó là Nam Sông Kiêu. Đâu? Và đây là máy của cái thủ Nam Sông Kiều. Yeah, nó chuẩn bị xô vào đấy. Bộ bốn đầu để đập đôi nam được cao đạp mà hot lên mà bắt dần đi. Ban đánh cung R anh ơi, làm gì có vàng đánh hot nữa. Ban đánh cung R nhá. Vậy e vậy eo đi. Vâng, đang hit and run những con đạp đôi của cái thủ Roan Teo. Đạp đôi xem. Anh em chú ý nhớ ruộng nhá. Thẻ ra tay đi kìa. Bắn đi. Đủ chưa? Sẻ 4.000 vàng bơm trong Nam xong hot ra thôi. Và ai nổi thì còn giữ nữa. Đang không có vàng để xong hot đây. Nhận được 3.100. Đúng rồi, phải đi ăn dưng nữa. Tràn lên đây, tràn lên đây, nó đi ăn rừng kìa. Đây máy vụ chim sẻ với tham lai là 183. Ai lấy thịt không? 6.000 thịt này, kìa đạp đi. Bơm hưởng cái sẻ. Đấy, đây này, rừng đây này. Đấy, bú đốt mỏ vàng đây đi. Ruộng ở đấy thì bị chui là đúng rồi. Tham lai đời số là 155. Ok. Cháy ruộng xoanh xoanh kia. Nghe đau ruột thế. Đây bắn đi. Map không có rừng nữa rồi. Tập
tới em quẩy gục gì đi. Cho ra ăn gỗ đi trẻ ơi, 9 giờ kìa. Ủa, khiếp, cánh rừng nó nhậu đúng phát một hết. Tham lai là 160 dành cho anh thủ 5 sung kiều. Tưởng đi ăn gỗ đi và đánh cung R, cung lủng gì. 8 giờ còn cái rừng nữa. Sẻ tham lai là 158 đang vào thiêu là đôi với hot của chim bậy. Nó thần IA. Trận đấu vẫn đang rất căng. Ôi, ngủ quá. Sẻ đang cần gỗ. Không có rừng anh em ạ. Và tham lai là số 160 tới đủ chim sẻ. Chúng ta đang cần gỗ. Cần phải đi ăn được rừng anh em ạ. Bơ gỗ đây. Đeo máy của game thủ Nam Sông Kiều. Đội bạn đang đạp Nam Sông Kiều một tơn to. Bởi game xe. Đeo bắn đi. Mạnh ruộng 2-1 kìa. Và tham lai là 143 đến với thủ Nam Sông Kiều với con hot AC của mình. Đẩy lui tấn công người cầm 4 rồi. Anh em phải đi ăn được rừng đi. Sắp hết rừng rồi. 2-1 tham lai 35. Hưởng tham 77. Góp 9 giờ hết rừng rồi. Thiếu thịt vào đúng đội bơm cho không phải vẽ ruộng nữa. Tốn gỗ quá. Bơm cho 17 tí thịt đi. Vẽ ruộng nó tốn gỗ. Thịt ra đây rồi, đi ăn rừng đi. Và như vậy là bỏ đi vào tất 3 giờ kìa, tổng có 3 đoạn kìa. 3, 2 đoạn kìa, bắn đi. Trong 3 giờ cũng sắp hết rừng rồi anh em ơi. Nhanh lên có mấy cái mỏm rừng đi, ăn ăn vội đi. Vơ vội đi. Làm tí rau tí bún đi, đói quá. Cái gì? Hồ quýt kìa. Tham lai là số là 90 nhỉ, Văn Hưởng. Sao hô quýt nhỉ? Tham này quá. Sẻ tham lai 2 lít. Và bên này thì là 154 đến từ Nam Soku. Đi cùng nhau này, đây đạp đôi với hot nó này. Ở đây bán đi kìa. Đây. Vâng, nào nó viết thêm hot ra. Bộ 4 vào kìa. Ở nhà đang không có quân nhá. Vâng, tham lai là số là 170 đến đội ngũ 5 kill. Tệ ô tủ 3 kích đập đôi lao vào và hô quýt anh em ạ. Để làm trò gì. Này này, tân này này, sẻ quay lại này, tân, tân đi công này. Lui à. Ok lùi. Kìa hưởng lùi đi kìa. Đeo máy thủ chim sẻ đang vất vả với thủ luân tiệu tên này. Hưởng có cung lửa nhà về nhà lờ sẻ kìa. Cũng gần à. Nó đạp nổ nó bây giờ kìa. Tham lai là số 167. Ô gì ghê ta. Rồi lại quay lại. Đợi đợi đạp đôi xuống này. Anh em bình tĩnh. 170 rồi. Rất nhiều BL. Rừng ở nhà đây còn mấy cái rừng thông đây. Ăn nốt đi. Cả cái rừng già nữa. Sẽ bơm bớt thịt cho hưởng. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Tham lai là số 194.
Sẽ là một tên lao thẳng nhà đội bạn rồi. Là một lao thẳng vào nhà đội bạn đấy, tôi dụ chim sẻ đây rồi. Limit 200. Khoảng 3 kích đập đôi sẽ lao vào nhà đội bạn tâm tơn này. Các bạn nhìn trên bản đồ con chấm màu đang di chuyển giữa bản đồ kìa. Làm trò gì à? Gì đấy? Tam lai 190. Và ở nhà đội bạn đang có voi bắn, có hot đứng kê. Đập đôi sẻ đang muốn lao vào. Và một bộ sóc cung tê này. Quay cháo một tí nhưng mà cũng chưa ăn được nhà đội bạn. Đó, có được thì lại lùi rồi. Hết rừng rồi. Có 3 reset bio mớ rừng rồi. Nam sông kêu tham lai là... Xin lỗi hưởng tham lai là 38 thôi. Nam sông kêu 126. Và anh sẽ là một sổ hát nữa. Ôi, làm đẻ xấu ấy. Các bạn bòn hot này khó quá và tỷ số là 6-5 dành cho game thủ đến từ team Mạnh Hào trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết sớm dành cho team Chim Sẻ Nắng ngay sau đây. Thua trận này các bạn ạ.